Tuy nhiên, các đường trục chính, các đường từ cấp từ khu vực trở lên, các đường cảnh quan thì phải xây thô và hoàn thiện mặt ngoài thì mới đủ điều kiện để bán hàng. Thì ở đây thì chủ đầu tư phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Mình chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn Civin và tôi là Anh Tuấn. Trong buổi hôm nay thì tôi tiếp tục cái phần tiếp theo trong chuỗi series về pháp lý và quản lý dự án, một cái dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án bất động sản. Buổi hôm nay là phần 5. Đây là những nội dung rất là quan trọng để phục vụ cho các bạn trong các cái công việc, ví dụ như các bạn làm trong các cái ban quản lý dự án của các chủ đầu tư, của các cái tập đoàn, làm trong các bộ phận pháp chế của các tập đoàn hoặc là trong các cái cơ quan quản lý nhà nước, thì là rất hữu ích đến với tất cả mọi người, đến tất cả các bạn quan tâm trong cái lĩnh vực của mình. Thì nhắc lại, 4 buổi trước thì tôi đề là từ bài 1 cho đến bài 4 thì tôi cần nhắc lại các nội dung để cho sâu chuỗi lại các cái nội dung. Bài đầu tiên thì tôi có nói về các nội dung là xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng với phần hạ tầng kỹ thuật, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc quyền đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo luật đất đai 2013. Giá trị sử dụng đất thì tính theo phương pháp thặng dư, cái phần hạ tầng kỹ thuật thì tính theo suất đầu tư, nhà đầu tư thì lập cái dự án đầu tư và thiết kế cơ sở và triển khai cái bước tiếp theo. Bài thứ hai thì tôi nói về lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, phân nhóm dự án, phân cấp công trình, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thì thành lập chủ đầu tư thì thành lập các ban quản lý dự án để triển khai các bước tiếp theo. Bài 3 thì tôi nói về thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế hai bước, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, cấp giấy phép xây dựng. Bài thứ 4 thì tôi nói về các nội dung lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, kế hoạch tổng thể để triển khai một dự án. Thì hôm nay là cái buổi tiếp theo, bài số 5 thì tôi sẽ trình bày các nội dung như sau: thời điểm dự án bất động sản được mở bán, cũng như cái thời điểm này ấy, để các bạn mua, các cái nhà đầu tư tư nhân mà mua các sản phẩm ấy, thì nó sẽ an toàn. Thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện mở bán, biện pháp thi công chủ đạo và dự án, một cái biện pháp thi công tổng thể chủ đạo của dự án phát triển đô thị. Thì thời điểm dự án, thời điểm nào một cái dự án bất động sản được mở bán thì được quy định tại nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Đây là nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 2013, cụ thể là luật đất đai số 45/2013/QH13. Thì điều 41, tại cái điều 41 khoản 2 trong cái nghị định 148 thì có quy định chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 trục thuộc trung ương, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính ở trong đô thị. Thì có nghĩa rằng là nếu mà các dự án ý, thuộc cái đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 trục thuộc trung ương nằm trong địa bàn các phường thì bắt buộc phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài toàn bộ thì mới có đủ điều kiện để mở bán. Thế còn lại thì nếu mà không nằm trong các cái đô thị đặc biệt, đô thị loại trung ương ý, thì phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài các cái tuyến đường chính, các trục chính cảnh quan và các tuyến đường từ các cấp khu vực trở lên. Đó, tức là tóm lại thì vẫn có thể được phân lô bán nền. Tuy nhiên, các đường trục chính, các đường từ cấp từ khu vực trở lên, các đường cảnh quan thì phải xây thô và hoàn thiện mặt ngoài thì mới đủ điều kiện để bán hàng. Thì ở đây thì chủ đầu tư phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Đó. Tức là cái mục này thì người ta quy định là có hai vấn đề. Một là nếu đô thị loại 1 trục thuộc trung ương mà nằm trong các phường thì toàn bộ cái dự án phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài hết thì mới đủ điều kiện để bán hàng. Còn lại không nằm trong đô thị loại 1 trục thuộc trung ương thì phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài các cái trục chính đô thị, các tuyến đường chính, các tuyến đường cảnh quan thì mới đủ điều kiện để mở bán, để bán hàng. Thì tại khoản 4, điều 41
của Nghị định 148 thì có quy định là hộ gia đình cá nhân khi được nhận chuyển nhượng thì phải xây dựng đúng theo cái giấy phép xây dựng và quyền chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Thì ở đây thì các chủ đầu tư họ sẽ trình cơ quan quản lý nhà nước để cấp phép xây dựng toàn bộ các cái lô nhà trong cái dự án của mình. Và các lô nào mà chưa xây thì các cái nhà đầu tư mà mua các cái lô đó phải xây đúng theo giấy phép xây dựng đã được xin cấp phép, và đồng thời thì đúng cái quy hoạch 1/500, tức là khoảng lùi như thế nào này, và chỉ giới ra làm sao xây đúng như thế thì không được vi phạm. Nếu vi phạm thì có nguy cơ sẽ không được cấp sổ đỏ cho từng các cái lô đó. Ở đây là hình ảnh các bạn đang nhìn thấy, ví dụ một cái dự án người ta xây dựng như thế này thì các cái đường trục chính, các tuyến đường chính này, ví dụ như mặt đường 286 này, hoặc các cái tuyến đường trục chính đường to này, thì chủ đầu tư, nhà đầu tư họ phải xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, và các cái lô trong này tùy theo cái chiến lược kinh doanh của họ, ví dụ như họ muốn xây toàn bộ để bán thì họ sẽ xây toàn bộ, còn không ấy, thì họ được phép phân lô bán nền, với điều kiện là từng các cái nhà dân mà mua trong này, các cái nhà đầu tư ấy, mua trong này phải xây đúng như giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư đã xin cấp phép toàn bộ cái lô này, và sau khi xây đúng giấy phép xây dựng, xây đúng quy hoạch 1/500 thì các cái lô này mới được đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Thế còn đương nhiên sổ đỏ toàn bộ cả khu này thì chủ đầu tư được cấp rồi, được giấy phép, được cấp bình thường. Nhưng những cái căn hộ mà xây riêng thì phải xây đúng quy hoạch, xây đúng giấy phép. Thì tùy từng dự án, thì có dự án thì chủ tư họ xây toàn bộ vì họ cái đấy là cái chiến lược kinh doanh của họ. Khi họ xây toàn bộ thì họ có lợi nhuận trong cái việc mà họ bỏ vốn ra, nhưng họ có lợi nhuận trong việc xây dựng. Ví dụ như là có lợi nhuận trong việc mà thi công các cái căn shop house, các cái căn liền kề này. Thế còn lại thì nếu mà họ muốn quay vòng vốn nhanh, muốn thu tiền nhanh thì họ chỉ phân lô bán nền thôi thì vẫn là đủ điều kiện. Thế thì tôi cần phải nhắc là hiện nay thì luật đất đai đang được sửa đổi, và cái kỳ họp Quốc hội số 15 sắp tới thì sẽ được thông qua, và có lẽ rằng là sang năm 2024 thì sẽ áp dụng luật đất đai mới. Thì tại điều 53 luật đất đai mới thì có sửa đổi so với luật đất đai cũ rất là đáng kể. Thì theo đó thì điều kiện để được chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển nhượng hoặc cho thuê thì tại khoản 1 của điều 53 điểm A thì có quy định là đối với khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô. Đó, tức là điều 5 khoản 1 điều 53 thì tại điểm A quy định là nó đã thay đổi rất lớn so với luật đất đai cũ, tức là bây giờ không được phân lô bán nền. Nếu dự án đó nằm trong đô thị, bất kỳ đô thị loại nào, như luật đất đai cũ thì cũng quy định là đô thị loại 1, đô thị đặc biệt trực thuộc trung ương thì mới không được phân lô bán nền. Nhưng luật đất đai mới thì cứ đô thị là không được phân lô bán nền, phải xây dựng xây thô hoàn thiện mặt ngoài thì mới được bán hàng. Và hoặc là quy hoạch mà hiện nay nó đang ở nông thôn, ví dụ như đang ở các quận huyện, các huyện ấy, các huyện những tương lai nó trở thành quận và tương lai phát triển thành đô thị thì cũng không được phân lô bán nền. Do đó luật đất đai mới 2023 thì nó cải tiện, đã thay đổi rất là đáng kể, rất là nhiều và chặt chẽ hơn rất nhiều, và những cái điều kiện cao hơn rất nhiều so với luật đất đai cũ 2013. Và trong tương lai thì các chủ đầu tư hầu hết các dự án phải khi mà phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài thì mới đủ điều kiện để mở bán các căn hộ này. Và do đó thì cái an toàn rất lớn cho những nhà đầu tư, các cái người mua nhà đất, bởi vì khi đó thì cái việc là ví dụ như là nó không còn tình trạng là việc mà cứ bỏ tiền ra mua xong đó thì chờ dự án rất là lâu năm vì chậm tiến độ cái phần xây dựng cái phần nhà, nhưng bây giờ thì phải xây xong mới được bán nên là an toàn hơn rất là nhiều. Còn đương nhiên thì những cái dự án mà thuộc vùng nông thôn, vùng núi, vùng xa xôi thì người ta vẫn được phân lô bán nền đó, nhưng mà khi phát triển thành đô thị thì phải xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Ở tại khoản 1 điều 41 của nghị định 148 thì cũng có quy định
Điều kiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền. Thì điều này đặc biệt các bạn lưu ý nhé, thì chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, khu thu gom rác thải. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế phí, lệ phí liên quan đến đất đai nếu có. Ví dụ như các quy hoạch mà người ta điều chỉnh ý, làm tăng cái đất thương mại lên ý, thì cái điểm B này chủ đầu tư cần phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Khi làm tăng đó phải trả thêm tiền sử dụng đất cho nhà nước thì mới được đủ điều kiện để mở bán. Thì ở đây thì bao gồm có hai điểm. Điểm A ấy, thì người ta nói đến là phải xây dựng xong cái phần hạ tầng kỹ thuật và có kết nối đầy đủ những cái thiết yếu, ví dụ như điện, nước thì mới được phân lô bán nền, mở bán dưới dạng hình thức phân lô bán nền đó. Tức là không những phải xây dựng hoàn thiện mặt ngoài các tuyến phố chính thì còn lại thì phải xây dựng xong phần hạ tầng kỹ thuật mà phải kết nối những cái dịch vụ thiết yếu, ví dụ như điện, nước, thu gom rác thải thì mới đủ điều kiện để mở bán. Và đồng thời thì phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính. Tất nhiên tiền sử dụng đất thì chủ tư hoàn thành ngay từ lúc mà chúng đấu giá rồi, nhưng trong quá trình thực hiện nếu thay đổi quy hoạch 1/500 thì phải phê duyệt lại quy hoạch 1/500, đồng thời thì phải trả thêm cho nhà nước cái tiền sử dụng đất phát sinh do thay đổi sử dụng quy hoạch 1/500 dẫn đến làm tăng cái đất thương mại thì chủ tư cũng phải trả thêm tiền thì mới được đủ điều kiện để mở bán đối với các cái dự án mà phân lô bán nền đó. Thì đây là ví dụ một cái dự án khi người ta đã xây dựng xong cái phần hạ tầng kỹ thuật thì người ta phải đệ trình lên cho sở xây dựng là cơ quan đầu mối để xin cái giấy phép đủ điều kiện bán hàng. Thì đây là danh mục hồ sơ cung cấp được sở xây dựng để phục vụ công tác xác nhận đủ điều kiện bán hàng đó. Thì người ta phải, chủ đầu tư họ cung cấp cho sở xây dựng từng này các cái danh mục gồm có cái phần pháp lý dự án, cái phần các văn bản thỏa thuận đấu nối gồm quản lý chất lượng dự án, thì gồm có năng lực của nhà thầu, năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, năng lực của khảo sát và cái kế hoạch thực hiện dự án, cũng như là hồ sơ nghiệm thu. Đây đấy, hồ sơ tất cả nghiệm thu này tất nhiên thì có thể châm trước những hồ sơ nghiệm thu con, nhưng những hồ sơ nghiệm thu chuyển giai đoạn thì phải có trong cái bộ hồ sơ đó để trình lên sở xây dựng để xin xác nhận đủ điều kiện bán hàng. Và khi đó thì sở xây dựng họ sẽ cử người đến xuống dự án để thị sát và để nghiệm thu phần hạ tầng kỹ thuật này và trình cho ủy ban tỉnh để ra được cái xác nhận đủ điều kiện cho chủ đầu tư mở bán cái dự án. Đây là những cái quy định rất là chặt chẽ, do đó thì khi mà người dân, nhà đầu tư nhỏ lẻ mà mua thấy cả một bãi đất trống chưa có đường xá thì mênh mông, chỉ mỗi quây rào xung quanh thôi, thì đó là dự án mà chưa đủ điều kiện để mở bán theo quy định của nghị định 148, là nghị định mà hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. Và đây là một cái hồ sơ nghiệm thu chuyển giai đoạn của một cái dự án đó. Người ta phải có rất nhiều các cái biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn rất là chi tiết, đính kèm hồ sơ pháp lý để trình lên sở xây dựng để họ xin xác nhận đủ điều kiện bán hàng. Về thi công tổng thể một dự án có hạ tầng kỹ thuật thì tôi cũng nói qua, đây là một dự án và người ta với cái kết cấu người ta phải thi công phần hạ tầng kỹ thuật trước thì bao giờ cũng thi công phần giao thông trước. Thì đây một dự án ví dụ với cái kết cấu mặt đường là như thế này, 5 phân bê tông nhựa hạt mịn, bây giờ không gọi là bê tông nhựa hạt mịn nữa mà 5 phân bê tông nhựa là 12,5 đó, và tưới nhựa dính bám này, rồi thì bê tông nhựa 19 này, rồi thì tưới nhựa thấm bám đó. Thì ở đây ví dụ phương án thi công tổng thể người ta có phân chia gói thầu thì phân chia theo khu vực để thuận tiện cho việc thi công. Thì ví dụ đây là một cái dự án người ta phân chia theo khu vực thành hai mảnh,
Mảnh 1 là 4,88 hecta, mảnh 2 là 4,8 hecta và gồm có hai cái nhà thầu họ vào họ thi công, và đương nhiên là phải thi công từng cái khu vực này. Và đây là một cái giải pháp thi công tổng thể. Đầu tiên thì vét hữu cơ để thi công phần đường trước, sau đó thì thi công những phần san nền, và san nền đến một cao độ nào đó thì chưa đến cao độ hoàn thiện nhé, bởi vì khi người ta xây dựng các cái móng nhà ấy, móng nhà liền kề ấy, thì người ta phải đào đi, do đó là cách cái, tùy theo tính toán chưa đến cao độ hoàn thiện thì lúc đó dừng lại để thi công cái phần nhà xốp hao, và đến một cao độ nào đó khi xây dựng xong phần móng thì tiếp tục thi công hoàn thiện cái cao độ phần san nền. Thì đó là biện pháp thi công tổng thể tối ưu nhất trong một cái dự án phát triển đô thị. Tóm lại thì cái buổi hôm nay là buổi số 5, thì tôi trình bày mấy nội dung, những điều kiện để dự án được mở bán, và tại cái thời điểm đó thì người ta mua nhà người ta sẽ an toàn. Và cái quy định trong cái luật đất đai sửa đổi 2023 QH15 thì sẽ có những bước mà cải tiến hơn, thay đổi rất là lớn so với luật đất đai cũ, cũng như là cái điều kiện xin đủ điều kiện bán hàng của chủ đầu tư thì cần phải hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo đấu nối, và trình cho sở xây dựng là cơ quan đầu mối một cái bộ hồ sơ pháp lý và hồ sơ nghiệm thu tổng thể, hồ sơ nghiệm thu chuyển từng cái chuyển giai đoạn một, để sở xây dựng cử người xuống và nghiệm thu và xác nhận, để tỉnh thành phố họ xác nhận đủ điều kiện bán hàng để chủ đầu tư mở bán các cái dự án về bất động sản này. Tôi dừng lại buổi hôm nay ở đây, và tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ kênh của tôi. Like, bấm nút like là ủng hộ kênh của tôi, và đồng thời thì để nhận được các video mới nhất trong những thời gian tới. Đây là những nội dung về quản lý dự án rất là hữu ích đến với các bạn làm trong các cái công việc quản lý dự án của mình, cũng như phát triển dự án, cũng như làm trong bộ phận pháp chế của các tập đoàn, các chủ đầu tư, cũng như là các bạn làm trong các cơ quan quản lý nhà nước thì rất là hữu ích. Tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau.